Khóa cửa cung lại. Khóa cửa cung lại. Đều là lỗi của em. Đều là lỗi của em. Đều là lỗi của em. Thôi Lung, đừng có khóc. Đừng đời gian nan. Không cần biết em đi phía Tây, đi phía Đông cũng sẽ dập té. Chỉ cần người ta muốn em té, cục đá chắc chắn sẽ để ở phía trước. Nhất định sẽ để ở chỗ đó. Đừng có đau buồn. Thiết sư tử hồ đồng, cái chỗ đó không tốt, là chỗ ở của gian thần Tiền Minh. Cái chỗ Tây Sơn có vẻ mặt khá hơn. Khi mà thời tiết tốt, đứng ở chỗ cao nhất của đình viện có thể nhìn thấy Tây Sơn. Nhị ca ca, em năn nỉ anh, anh đừng có đọc nữa. Dục Thiên Cung này ở không được thoải mái hay sao? Tại sao chưa về đã đi kiếm Công Dương phủ rồi? Có lẽ ngày mai anh không còn là hoàng thái tử nữa. Dục Khánh Cung này đây còn có thể ở được nữa hay sao? Không bao giờ đâu chủ tử. Và thấy gia và ông cả hai đều đang nóng giận. Câu nói lúc nóng giận đừng có xem như thiệt. Lời thật như thế nào, lời dối làm sao, ta đây không còn biết rõ nữa. Hoàng A Ma và tôi rõ ràng hy vọng có thể thật tình đối xử lẫn nhau, nhưng mà cuối cùng trở nên nghi ngờ lẫn nhau, ngược đường với nhau. Người nào muốn cho tôi té, người nào đã để cục đá chỗ đó. Chủ tử, người khẩu nhất chính là Lãng Phổ. Nhị ca ca, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ hỏi rõ giùm cho anh. Hỏi coi lương tâm của hắn có phải đã bị mèo ăn mất và bị chó cặp mất rồi hay không. Dương Nhi, cái chuyện này em đừng có lo. Nhị ca ca, cứ để mặc em. Bà khóc cái gì chứ? Khóc cái gì? Con không chịu. Con không chịu đi năn nỉ hoàng thái tử. Ông đã hồ đồ không còn biết suy nghĩ nữa. Ông đã vu khống hoàng thái tử, cái tôi làm sao có thể gặp người ta ở đây. Tôi hãm hại hoàng thái tử à? Làm gì có. Minh đại nhân hỏi ông, người nào đã xúi ông thâm thục công quỷ? Ông hết lời nói. Vừa bị trà tấn, ông đã công khai bà chữ hoàng thái tử rồi. Biết bao nhiêu người để chính tai nghe. Ông còn chối nữa hay sao? Tôi không có hãm hại hoàng thái tử. Chắc là có người muốn mượn tôi để mà đánh gục hoàng thái tử. Đánh gục hoàng thái tử đó. Các cát đừng ghi chuyện nha, thời gian chỉ có ly trà thôi. Ta biết rồi. Biết bao nhiêu người chính tai nghe rõ, không lẽ họ cũng muốn đánh gục hoàng thái tử nữa hay sao? Lão già Lăng Phổ, bởi vì ông mãi chủ cầu dinh, làm cho người ta nguyên rủa cả gia đình chúng ta. Làm sao mà sống trên đời này đây? Làm sao đây? Làm sao sống đây? Tôi đây thật sự không có hãm hại hoàng thái tử đâu. Ngay cả bà cũng không chịu tin tôi à.
ông còn là con người sao? Nghĩa cần của tôi tốt với ông như vậy, ông lại hãm hại ảnh. Ông có biết là ông đã hại ảnh tê thảm tới cỡ nào không chứ? Tôi không có hãm hại hoàng thái tử. Các cạc, hãy xem đôi chân này của tôi. Tôi đã tượng tuổi này rồi, họ còn lấy cây kẹp kẹp chân của tôi đó. Tôi làm sao chịu nổi đây? Lúc đó tôi thật sự đau, chịu không nổi. Tôi kêu hoàng thái tử, chắc là chỉ muốn kêu hoàng thái tử tới cứu tôi. Chỉ là kêu tới cứu tôi thôi. Nhưng mà ông đã la lớn như vậy, tất cả mọi người đều nghe rõ hết rồi. Tôi nói thật, tôi thật sự không có hãm hại hoàng thái tử. Tôi thì đâu có ngờ họ mang hai câu nói hoàn toàn không có liên quan này gặp lại với nhau, trở thành như vậy. Tôi thật sự không có hãm hại hoàng thái tử. Các người phải tin tôi đi. Nếu như tôi làm như vậy thì tôi đã làm từ lâu rồi. Cần gì phải chịu nỗi đau khổ thịt da như vậy chứ? Các người hãy xem, xem cặp chân của tôi. Tôi muốn chặt nó gãy phứt đi cho rồi. Tôi muốn chết phứt đi cho rồi. Đáng đời, tại sao lại không chết sớm một chút? Dương Nhi, không được nói như vậy. Chủ tử, chủ tử, chủ tử, tôi có lỗi với ông. Chủ tử, ân đức của ông trời cao đất rộng, nhưng mà lăng phổ ông. Mama, không sao đâu. Dân Nhi, đưa mama ra ngoài trước đi, tôi có lời muốn nói với lăng phổ. Chủ tử, chủ tử, tôi Kinh Nương. Đây là do chủ tử thương người đó. Thuốc kim thương mật chế trong cung vừa để thôi vết thương. Chủ tử, tôi Lăng Phổ, ngươi khỏi cần tự trách. Cho dù thức đã thành chiều, cũng không hoàn toàn trách nhà ngươi. Những lời người nói lúc nãy ta đã tin tưởng, bởi vì ta có thể cảm giác được ở trong này có âm mưu rất lớn. Có một cạm bẫy ta đây không nhìn thấy, đang chờ ta nhảy vào trong đó. Chủ tử, chủ tử, phải để ý tới lòng khoa đà đó. Hãy để ý tới bác A Ca. Nói gì vậy? Lòng khoa đà đã phát hiện có vấn đề về mặt sổ sách của tôi, đã quỳ hiếp tôi, muốn tôi giết khẩu cung. Cho biết là hoàng thái tử muốn tôi thâm thụ công quỹ, tôi đương nhiên không có giết. Ngày hôm sau tôi muốn nhờ vào đi bẩm báo với chủ tử, nhưng mà vừa bước ra khỏi cửa thôi đã bị họ giải tới dinh đài. Dạ, chủ tử à, ai cũng biết rõ Đồng Quốc Duy hắn thích bác A Ca nhất đó. Lục Hòa Đà lại là con trai của Đồng Quốc Duy, hắn làm như vậy không phải là vì bác A Ca hay là sao? Chủ tử, ông đây phải cẩn thận mới được đó. Chủ tử, đây là thiên lao, không nên ở lâu. Lăng Phổ, sự tranh chấp của tôi và Hoàng A Ma không liên quan tới ông đâu. Thôi thì hãy dưỡng sức đi, hãy yên tâm. Tôi không có trách ông, có biết không? Nô tài cảm ơn bất tận. Chủ tử đối với nô tài lấy quán trả đức. Lần phổ tôi thật sự là một đồ tội. Tội tại trời như vậy đều do tôi đây gây ra. Các cạc nói đúng lắm, tôi tại sao tôi không chịu chết sớm một chút? Thank you.
đại ân đại đức của chủ tử, nô tài nguyện kiếp sau đền đáp. Ngươi nói cái gì? Bác A Ca đã sử dụng cái thủ đoạn đê tiện như vậy để hãm hại nhị A Ca? Không thể nào, bác A Ca không phải là người vậy đâu. Bác A Ca không phải làm vậy đâu. Ca Ca đừng làm vậy, có gì từ từ nói mà. Cái nần có phải đã nghe lầm hay không? Tuyệt đối không bao giờ, chính tay tôi đã nghe Lăng Phổ nói như vậy, làm sao được chứ? Không bao giờ, bác A Ca không phải là người như vậy. Hắn tuy rằng trong lòng của anh có rất nhiều nỗi bất bình, tuy rằng nóng ruột muốn được sự ủng hộ và khẳng định của mọi người, nhưng không bao giờ hãm hại nhị Ca Ca đâu. Anh có phải là hạng tiểu nhân bị ổi như vậy? Đúng vậy, tôi không muốn vậy nữa. Chủ tử cũng đã căn dặn tôi đừng bao giờ nói cho cô biết, nhưng tôi cầm lòng không nổi đã nói ra. Kính ân, mau về dục khánh cung, đã có chuyện rồi. Có chuyện gì? Lăng Phổ đã tự tử ở trong thiên lao. Chết rồi. Lăng Phổ tại sao làm như vậy? Tôi đi cứu mạng, nhưng lại không ngờ trở thành lấy mạng của hắn. Vậy là nguy rồi. Nguy thật rồi đó. Đúng ra muốn là nghĩ hoàng thượng thẩm vấn Lăng Phổ để cho hắn có cơ hội tường thuật sự thật, trả sự trong sạch lại cho anh. Nhưng mà bây giờ mới có rồi. Hoàng A Ma không phải là không tin sâu vô tội của tôi. Sự định chấp với chúng tôi không phải là chuyện đó. Thấy rồi, Lăng Phổ kia thì là đáng chết, nhưng hắn không thể chết vào lúc này. Lăng Phổ này cũng kỳ thiệt, lúc còn sống thì rất là hồ đồ, chết cũng hồ đồ. Bây giờ phải tính sao đây hả? Tôi không có hổ thẹn với trời đất. Cái chuyện này các người đừng có lo. Ai muốn triều quán của tôi, thậm chí tính mạng của tôi, cứ việc tôi lấy đi. Nhị ca ca, hãy mau tới Cạn Thanh Môn, nhìn thấy hoàng thượng trở về lập tức về báo cho ta. Dạ. Kính ân, hãy mau tới Thừa Càn Cung, nhìn thấy Đức Phi nương nương lập tức nói rõ chuyện này cho bà ta nghe. Dạ. Quyên tử, hãy mau xuất cung đi tìm Tứ A Ca, nhờ Tứ A Ca góp ý cho hoàng thái tử. Dạ. Dân Nhi, hãy đi chung với ta. Đi với ta đi. Thái tử Phi, đợi em một chút, em đi làm một việc, lát nữa sẽ tới giúp. Nè Dân Nhi. Dạ. Em không dám lo tới chuyện của anh, nhưng mà cảm thấy làm như vậy không có tốt. Mấy thị vệ ở Trắc Môn đều nhận ra cái vật này, có phải không? Nếu như anh thích cổ thì cứ việc cưới cổ về, đừng để cho nghị luận xôn xao, vậy không có tốt. Thôi tin của ta, nhưng với thầy cưới cổ về, cứ yên tâm đi, tôi biết phải làm sao. Em chỉ là lo cho anh. Ngày xưa khi bắt được cổ, bị nhốt ở tại Hương Tuyết Lầu, em còn nhớ cổ đã đâm anh bị thương. Thân phận của cổ rất đặc biệt, bây giờ lại trở thành người con gái giang hồ. Em chỉ sợ cổ chứng nào tật nấy, sẽ tạo nguy hiểm cho anh thôi. Đừng lo nữa, đừng nói ra ngoài được rồi. Hả? À phải, hồi nãy có người chưa biết A Đào của Duyên Nhi xin gặp. Bây giờ chắc tới rồi. Cái chuyện của tự anh từ từ tính sau. Thế Nam Phúc Tấn. Tướng Bái Lạc, hãy mau vào cùng để cứu hoàng thái tử. Hoàng thái tử? Anh thế nào? Dân Nhi, sao em tới đây vậy? Tới thăm anh hả? Có chuyện gì? Có chuyện gì? Em nói đi, đừng có nhìn anh vậy nữa mà. Em tới đây để coi thử đêm hôm qua anh ngủ có yên hay không thôi. Sao lại ngủ không yên? Em không thèm vòng vo với anh nữa. Em hỏi anh, có phải anh đã sử dụng Long Khoa Đa đi uy hiếp Lăng Phổ hả mà Nhi A Ca không? Long Khoa Đa? Anh không có. Ai cũng biết rõ cái lão già họ Đồng kia thích anh lắm mà.
Long Khoai Đan làm như vậy không phải là gì anh sao? Nếu không thì có lợi gì cho hắn đây? Đồng Quốc Duy ổng lo cho anh, cái đó anh đâu có giấu em. Cả nhà họ Đồng trên dưới đều thân với anh, anh cũng đâu có giấu em. Nhưng mà nói cho em biết, anh thật sự không biết Long Khoa Đa đã làm bất cứ chuyện gì. Anh thật sự không biết. Bối Lạc Gia, vậy mà con cho rằng tin tức nhạy bén nói bằng cái miệng không hả? Ngay cả em cũng biết, Hoàng Thái Tử vì kiếm tiền đã ép Lăng Phổ kiếm chuyện ở phủ nội vụ. Bây giờ cả chuyện đổ bể, Hoàng Thái Tử lại dồn dập Lăng Phổ cho tới chết. Đừng có nói bậy. Là thật đó, trên dưới trong cung ngoài cung đều đã biết rõ hết trơn. Lời nói vậy thì không thể tin. Nếu nói nhị ca vì muốn cứu Lăng Phổ, làm cái chuyện để cho mình gặp chuyện xui xẻo, lời nói vậy thì anh còn có thể tin được. Dạ phải rồi bác A Ca à, câu nói này của anh em tin đó. Anh không có giả mà nhị ca ca đâu. Em biết là em không đánh giá lầm người. Dân Nhi, nếu như anh muốn làm bất cứ chuyện gì thì cũng muốn hơn nhị A Ca. Anh thì có ý đó, nhưng đâu có đến nỗi hại ảnh. Hoàng Thái Tử bị hãm hại hả? Cái đó đều do các người nói thôi. Người ta lại không nghĩ như vậy. Bác Tổ Tổ, thái độ gì mà kỳ cục vậy? Thái tử phi là chị họ của chị không giúp cổ lại hại cổ, rồi làm sao hả? Ta đóng cửa lại nói vài ba câu mà không được hay sao? Chị đã lo chuyện hôn nhân giùm cho ta, hại cả cuộc đời này của ta. Ta còn chưa đi nói ra ngoài là cái sáo với chị rồi. Nhưng mà không cần ta đi tuyên bố cho ai biết. Ai ai cũng cho rằng thật sự không ngờ Hoàng Thái Tử lại tệ như vậy. Bình thường mở miệng ra nhân nghĩa đạo đức, nhưng mà ở bên trong... Im miệng đi. Kêu ta im miệng hả? Ngươi ăn trúng gan báo rồi hay sao? Dám làm mất lòng ta. Yến Nhi. Dạ. Kêu họ chuẩn bị xe, chúng ta về An Thân Dương phủ. Đứng lại. A Đầu chết bầm này, đi rồi đừng trở về nha. Điện Chim Bao, ta có thể tha người một cách dễ dàng vậy hay sao? Ta sẽ có cách để cho người đích thân tới phủ Thần Dương năn nỉ ta trở về. Nè bác ca ca, thiên tội nghiệp cho bác ca ca. Ta tin chắc không phải là bác ca ca. Vậy chứ là người nào vậy hả? Phải rồi Cát Cát. Khi em đi thỉnh Tứ Bối Lạc, nghe thấy hắn và Phước Tấn đang nói tới cô. Tử Anh cô nương. Tử Anh? Ngươi có nghe làm không? Không bao giờ. Hình như Phước Tấn đã khóc nữa. Không thể như vậy. Hai vợ chồng của Tứ ca ca có quan hệ gì với Tử Anh? Thì thôi đi, chúng ta bây giờ đừng có suy nghĩ những cái chuyện không quan trọng nữa. Cái điều quan trọng nhất bây giờ... Mau lên, mau lên. Những người phòng người lên chân chút đi nha. Dạ, tôi ra hồi cung đó. Thưa chết, hoàng thượng đó hồi cung à? Nghe nói đại công quả của phủ nội vụ Lăng Phổ chết ở trong thiên lao, cái chuyện này quyền bí ghê lắm đó. Phải rồi. Đúng rồi, cái chuyện là gì đó? Quyền bí ghê, đúng rồi. Có bí mật mà. Đúng rồi. Nghe nói trước khi Lăng Phổ chết, người nào tới thăm nó có người có biết hay không vậy? Ai hả? Hoàng Thái Tử đó. Hả? Hoàng Thái Tử à? Hoàng Thái Tử đi thăm Lăng Phổ, Lăng Phổ chết liền hả? Chẳng người nói đi, cái chuyện này hàm ý như thế nào hả? Họ cho rằng biết đâu chừng Lăng Phổ đã bị Hoàng Thái Tử ép buộc tới chết. Hả? Đi mau. 这些话, 奴才犹豫了半天, 想了想, 还是应该禀报万岁。 Ta nói nó có cái nhân tử phụ nữ mà. Lần này đi, lần kia ra biết bao sóng gió. Hoàng thượng, theo thiếp nghĩ. Trước khi ấy phải mở miệng, trầm nói trước nha. Đã biết bao nhiêu lần rồi, mệt quá rồi đó. Lần này đây không muốn làm gì cho nó nữa. Lần này thì khác. Dân Nhi đã nói Hoàng Thái Tử đi thăm Lăng Phổ là vì an ủi hắn. Hoàng Thái Tử làm vậy về nhân phẩm em kính trọng nó. Nó đâu có biết Lăng Phổ tự tử. Hơn nữa đâu có người nào có thể ngờ trước. Ở trong triều đình mà không có sóng không gió, còn có gió thì sóng ngập trời à. Làm Thái Tử của đường triều cần phải mắt thấy tám hướng, tai nghe tám phương, như vậy mới có thể bảo vệ bản thân của mình. Hoàng thượng nói rất là đúng, nhưng mà nhìn từ góc độ khác, nếu suốt ngày lúc nào cũng cẩn thận dè dặt tìm cách bảo vệ bản thân, sẽ không còn khí khái đại trượng phu nữa, cũng không phải là khí thế trừ quân của một nước.
Hey, cái thằng con đó giống như là một phòng pháo, không cần đấu cũng nổ nữa. Lần này đây không biết gây ra ngọn lửa bùng cháy thế nào nữa. Hoàng thượng, Thái tử phi lại xin gặp nữa. Không gặp, không gặp, tạm thời không gặp. Sao lại không gặp hả hoàng thượng? Còn chưa nghĩ tới làm sao để dập tắt ngọn lửa, cố gặp cũng vô dụng. Thôi cứ để cho ngọn lửa này cháy bùng lên đi, cho chúng nó phô bày ra sự thật. Không không không, đừng bao giờ đi đốt lửa. Biết đâu chừng chuyện hương do, chúng ta sẽ bị lửa thiêu thân. Nhưng mà cụ cụ, người ở bên ngoài hỏi thăm được tất cả về cái chuyện của Lăng Phổ, Hoàng A Ma và Nhị Đệ đã gây với nhau rồi. Thậm chí có người cho biết Hoàng A Ma hận Nhị Đệ ngỗ nghịch bất hiếu, biết đâu chừng còn giết hắn nữa. Cái chuyện này không ai biết trước được đâu. Hoàng thượng mấy ngày qua tánh tình nóng nảy lắm, nghe nói Mật Phi không biết vì chuyện gì đã làm cho ngài nóng giận, vừa về tới nhà đã bị đày vô lãnh cung. Cho dù Hoàng A Ma không có giết chết Nhị Đệ, cái ý định phế bỏ hắn chắc chắn đã có rồi. Ca ca, đây là cái thời cơ tốt nhất đó nha. Phải rồi, cái cơ hội hoàn tất mọi việc biết đầu chừng sắp tới rồi. Cụ cụ, tới cái lúc đó nhất định phải nhắc nhở Hoàng A Ma. Một khi ngồi báo hoàng tử trống ra rồi, tất cả các anh em ai nấy cũng giành giật, không ai phục ai hết. Chỉ có cháu lớn tuổi nhất, quân công nhiều nhất mới có thể kiềm chế được họ mà thôi. Ta nghĩ là các người đã quá suy nghĩ diễn vong rồi. Ngọn lửa còn chưa bốc cháy mà đã chim bao ăn thịt về nướng. Ê ca ca, anh nói như vậy nghĩa là gì? Nói thật cho các người biết, ta nghĩ là ngọn lửa này hoàn toàn không thể cháy nổi đâu. Hoàng thượng thương hoàng thái tử nhất và hiểu rõ hoàng thái tử nhất đó. Hoàng thượng thiệt là giận hắn, nhưng mà tình thương đối với hắn hoàn toàn không thuyên giảm. Bao nhiêu năm qua các người không còn nhớ sao? Nhưng mà chúng ta, không lẽ chúng ta mở mắt nhìn cái thời cơ tốt đẹp như vậy dù ra khỏi tầm tay chúng ta sao? Phải, có một cái đề tài tốt như vậy chúng ta còn sợ không có dịp phát huy hay là sao? Ngọn lửa này dễ đốt nhưng khó dập tắt, không ai ngờ được sẽ có hiệu quả như thế nào. Hoàng thượng là người khôn như thế nào hả? Cái chuyện gì không chắc chắn, đừng có nông nổi hành động. Nghe lời của anh đi, yên phận một chút, hả? Ê, cái này mới là lạ đó. Cậu của con làm gì đây? Không lẽ ổng càng già càng sợ việc sao? Nhạc ngư, nhạc nên cảm thấy không đúng phải không? Cậu của con chỉ muốn cho mình yên thân yên phận, hoàn toàn không lo gì tới con. Không phải con đoán mò, cậu của con chắc là có lối suy nghĩ gì khác rồi. Con à, mặc kệ ổng. Phải, trong cái lúc điều tra Lăng Phổ, Long Khoa Đa là người giám thẩm. Lần này con không xung đột trực diện với hoàng thái tử, con sẽ tung ra một tin đồn khác, tuyên bố Lăng Phổ không phải bị hoàng tử dồn dập cho tới chết, mà bị Long Khoa Đa dồn dập đến nỗi không chết cũng không được. Long Khoa Đa và nhà họ Đồng của hắn là một gia đình ủng hộ bác A Ca, cái quan hệ đó ai cũng biết rõ. Tới lúc đó quan hệ đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Chỉ cần bác A Ca ngã gục, những thế lực đối đầu với sách ngạc đồ sẽ đùng đùng quay về phía của chúng ta. Và tới lúc đó chúng ta thật sự có vốn liếng để tự chiến với cái phe thế lực mạnh nhất ở đây. Kéo Long Khoa Đa vào cuộc, chúng ta có thể làm chuyện lớn đó. Không lẽ mong một mắt nhắm một mắt, để trên đời này không còn thiên lý. Cái đội bức bình này thì phải nhúng tay vào, không còn biết có phải Long Khoa Đa hay là không. Tôi phải điều tra cho ra sự thật. Thưa đệ, hãy nghe anh nói. Giờ này đây không cần biết anh làm gì, càng làm càng hư sự, có biết hay không? Anh nói phải, em không thể làm hư sự. Anh đừng ra mặt, để chăm lo. Em cứ Long Khoa Đa vào sư tử viên, người nào làm người đó chịu, hậu quả thế nào em chịu hết. Tứ đệ. Tứ A Ca, Tứ A Ca,
Anh thật sự làm như vậy sao? Đương nhiên. Vậy có thể dẫn em đi được không hả? Cũng được, mình đi. Tiểu Bối Lạc chơi gọi nô tài, không biết có chuyện gì. Tôi hỏi người, có phải người nguy hiểm Lăng Phổ hãm hại hoàng thái tử? Không có chuyện đó. Nhưng Lăng Phổ cho biết ngươi làm như vậy hoàn toàn là bởi vì bác A Ca. Lòng qua đà hãy mau nói cho rõ ràng đi, để tránh bác A Ca khỏi cần suy xẻo giống như nhà ca, bởi vì ngươi chuốc lấy hoàng ước. Hoàn toàn không có chuyện đó. Biết nô tài làm sao nói rõ đi. Ồ, không lẽ chúng tôi bị bệnh hay sao? Bỗng dưng vô cớ kiếp phiền phức với ngươi. Tôi đâu phải là thái y, người khác có bệnh hay không tôi đâu có tư cách quyết định. Ngươi việc gì? Lòng qua đà, ngươi đã dứt khoát đi cái chuyện này hay là không? Tại sao Lăng Phổ lấy nó rõ như chứ? Hắn nói chính là người. Sao ngươi lại gạt ta? Tiếp bối lại, ngài coi nè, đây là thân bút của Lăng Phổ. Lăng Phổ cùng mời nô tài tới để uống rượu. Trong buổi tiệc, Lăng Phổ đã nói ra cái chuyện thâm thục công quỷ. Xin nô tài tha thứ cho hắn và che chở cho hắn. Đương nhiên nô tài từ chối. Nô tài quyết làm theo công bằng. Cho nên, Lăng Phổ quật lại nô tài, rồi vu khống cho nô tài. Ta không tin. Cái cát không tin. Giám hội cái cát, về việc Lăng Phổ thâm thục công quỷ, cho biết là hoàng thái tử đề xuôi hắn, có tin hay không? Đương nhiên là không tin. Tại sao Lăng Phổ tuyên bố là tôi uy hiếp hắn, cô lại đi tin? Người nói hết rồi, bây giờ Lăng Phổ đã chết, không còn người đối chứng nữa. Phải, phải, Lăng Phổ đã chết rồi. Nô tài cũng buồn lắm. Nô tài đau lòng là gì? Cái chết của Lăng Phổ và sự quán ức của hắn chưa ra ánh sáng. Nói rất đúng, người chết thì không thể đối chứng được. Lăng Phổ đã chết rồi thì mọi chuyện coi như hết. Còn nô tài, nô tài còn sống cho nên phải chịu oan hoài hả? Nếu như so ra, người chịu thiệt thòi nhất là nô tài đây nè. Lăng Qua Đà, người nói cái gì? Lăng Qua Đà, đừng vui lại với Cát Cát. Nô tài không dám, nhưng Cát Cát muốn gán tội vì chụp mũ nô tài, hại cho nô tài chết. Nô tài tuyệt đối không thể chấp nhận điều này. Ngươi, đồ hảo. Tôi nô tài, ngụy biện hả? Cứ A Can đừng có làm như vậy, em thì là nóng ruột quá đi. Gì vậy ca, anh hỏi cho rõ. Tiểu Bối Lạc đánh nô tài, nô tài sẽ không bao giờ đánh trả lại đâu. Nhưng cho dù Tiểu Bối Lạc có đánh chết nô tài đi nữa, nô tài vẫn nói một câu, không có chuyện đó. Ngươi, tên nô tài chó, ngươi đáng chết hả? Đáng chết. Ngưng tay. Kinh Nhân, vừa lòng này nhân đứng vậy. Dạ. Nhi ca, Lòng Khoa Đà, ra ngoài đi. Hoàng Thái Tử, chủ nhân đối với nô tài đánh đập thế nào cũng được, nô tài không quan trách. Nhưng mà nô tài vẫn to gan nói một câu, khi vừa giữ chức ngự tiền thì vậy, nô tài đã thề với trời, dù chết cũng tận trung với hoàng thượng. Nô tài không cần biết phải làm việc bất cứ ở chỗ nào, nô tài chỉ biết rõ tận trung với hoàng thượng, trung với vua, trung với nước. Còn những việc khác không ngó ngàng tới, không cần biết. Nô tài cáo lui. Thế ca ca, tay của anh có đau hay không hả? Bây giờ mới cảm thấy hơi đau. Lúc này nóng ruột vậy, khi kỹ, chuyện đó không nên làm. Em thì không ngờ anh vì nhị ca ca. Đừng nói nữa, nhị ca, anh tên Lâm Khoa Đà hay là không? Thật sự chết không đối chứng, không thể nào quyết định được. Hắn nói hắn chỉ biết lòng trung thành với vua, trung với nước. Tôi hy vọng là hắn nói đúng sự thật. Tư đệ, cái chuyện này em đừng bận tâm nữa. Thôi nghỉ cho sớm đi, khó cần tiễn được. Kinh Nhân, chuẩn bị ngựa. Dạ. Sao hả các cá? Cái mũi chó con của cô quả nhiên không còn linh nữa. Thì ghét. Nhìn thấy thứ A Ca bảo vệ cho tôi như vậy, chắc là trong lòng cô yên tâm rồi chứ. Cái mũi chó con của ta không linh thì là không linh, ta cũng hy vọng nó không có linh. Đi. Cái trận đòn này đau thiệt đó. Ê nè, uống đi. Uống đi con đòn. Uống nhiều chút đi. Mời, 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 mời. Mời vô trong. Mời tự nhiên. Uống đi, uống đi. Uống thêm, cạn ly, cạn ly. Uống đi, uống đi. Nè,
Mời. Cạn ly, cạn ly. Cái này vui quá mà. Uống đi, uống đi. Tôi thật sự không hiểu. Chuyện của tôi về Lăng Phổ, tám sào cũng giới không tới. Tự nhiên Dân Nhi chạy tới chất vấn tôi, nói là bên ngoài loan truyền tùm lum, nói là tôi đã sử dụng Long Khoa Đa, dùng Lăng Phổ vào chỗ không chết không được. Tôi còn bị quan là quan âm thị kính nữa. Nè, Long Khoa Đa, cái chuyện của Long Phổ, cái chuyện đó hoàn toàn không có liên quan gì tới nô tài, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi đã nói mà, cho dù Long Khoa Đa ủng hộ bác A Ca, cũng không đến nỗi không bàn với bác A Ca nông nổi hành động như vậy. Nô tài không hồ đồ gì đâu. Hồ đồ mà ngươi nói nhất định là cái việc mà ngươi đã làm, hay là cái việc ngươi đã ủng hộ cho ta? Bác A Ca đừng nói chơi. Theo em nghĩ, bác A Thứ Ca chỉ vì hoàng thái tử nên rút chuyện của Lăng Phủ lên đầu của ngươi thôi. Nô tài hiểu rõ tâm trạng của họ. Thật ra không cần biết hoàng thái tử hay là tứ bối lạc, bất cứ chuyện gì chỉ cần nô tài trả lời, có điều gì mà không thể ứng phó? Gặp cái chuyện họ muốn gán tội, cho dù có trả lời thật tình đi nữa cũng vô dụng, có lý nó cũng không rõ. Tôi nghĩ chuyện này không đơn giản, có người muốn hại bác Ca. Không phải, biết đó chính là hoàng thái tử. Ý của Cúc Ca định nói hoàng thái tử vì muốn thoát thân cho nên kéo bác Ca vào cuộc à, sau đó di chuyển sự chú ý vào những người khác. Câu đó ngay cả tôi cũng không tin. Hoàng thái tử không phải là hạng người gì đâu. Vì người nào hãm hại bác Ca vậy? Lửa đã đốt vào trong người, chuyện trước mắt là phải dập tắt lửa. Còn người nào đã đốt lửa? Món nợ này từ từ rồi mình thanh toán với nó sau. Lâm Khoa Đa, lần này ngươi vì ta mà bị thiệt thòi, ta sẽ nhớ kỹ. Sau này có lúc ta sẽ đền đáp cho ngươi. Cảm ơn bố Lạc Gia. Nè, tôi mời các vị A Ca một ly. Cá. Bác A Ca, vậy chứ anh định dập tắt ngọn lửa bằng cách nào? Cái kế hiện giờ là đành phải đánh liều một bước. Nương nương, tính sao đây? Bác A Ca tới rồi, đang quỳ ở cửa cung chờ gặp mặt. Nhỏ tiếng chút, hoàng thượng đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Hãy quyển chuyển nói cho bác A Ca biết, kêu hắn trở về đi. Nhưng mà lương phi nương nương cũng đang quỳ với ổng. Vậy thì hơi khó xử đó. Được rồi, không để cho ái phi khó xử đâu. Hoàng thượng, hãy dẫn vào đi. Dạ. Hoàng thượng hai ngày qua không được khỏe, cần phải tịnh dưỡng vài ba hôm mới xử trí mấy cái chuyện phiền phức này sao? Thôi đi, cái gì tới trước sau cũng tới. Không sao đâu, tới hết đi. Hoàng thượng thiết tượng. Thần nhi cũng thỉnh hoàng A Ma các tượng. Đứng dậy đi. Hai mẹ con các người tới đây có lời gì muốn nói? Hoàng thượng nhất định phải quyết định giùm cho bác A Ca đó. Quan cho bác A Ca lắm. Mùi mùi, có gì từ từ nói, đứng dậy đi. Bác A Ca, cái vụ nào để cho con chịu quan ức vậy hả? Bên ngoài có lời đồn, nói là thần nhi sử dụng Long Khoa Đa ép Lăng Phổ tới chết. Lời đó trẫm cũng có nghe nói. Phụ hoàng minh giám, chuyện này hoàn toàn vô căn cứ. Thần nhi tuyệt đối không có sử dụng Long Khoa Đa ép Lăng Phổ tới chết. Đối với Long Khoa Đa, thần nhi cũng có thể bảo đảm hắn hoàn toàn không có lý do gì để làm vậy. Nhưng mà Tứ A Ca lại kêu Long Khoa Đa lên tiếng, đòi nói lên sự bất bình giùm cho hoàng thái tử. Vừa đánh vừa hỏi, sử dụng tư hình. Phụ hoàng, thần nhi và Long Khoa Đa là những người bị oan ức. Có chuyện gì à? Hoàng thượng, nếu như ngài không tin tưởng lời của bác A Ca thì mẹ con chúng tôi đành phải dùng cái chết để mình trí đó. Được rồi, không có nghiêm trọng tới vậy chứ. Tại sao lại đòi sống rồi chết? Đừng có tự mình nhắn mình nữa. Thiếp đưa muội muội về Vĩnh Hòa cung nghỉ ngơi nha. Chúng ta đi. Hoàng thượng. Được rồi, đi. Ta nói chuyện với bác A Ca một chút, và bữa sẽ tới thăm. Đi. Bác A Ca, thật ra những cái tin đồn đó trẫm chưa bao giờ tin, nhưng mà ngày hôm nay chủ động ngươi tới đây bày tỏ, trẫm hiểu rõ tâm trạng của con. Nhưng mà những tin đồn đó ta làm sao không dính líu tới tâm A Ca ngủ A Ca, lại dính líu tới con chứ? Cái điều đó chứng minh con bình thường, thật sự không có yên phận. Phụ hoàng, khỏi cần dội giải biện bạch. Trẫm không phải là điếc, cái mỹ danh bác hiền dư của con đã loan truyền khắp Đại Nam và Bắc rồi. Trẫm nghe không rõ hay sao? Phụ hoàng, đó là do những văn nhân họ. Đủ rồi. Ba Ca, con có tài hoa và cũng có duyên nữa, nhưng mà
Cô chu toàn mọi phía, lúc nào cũng là người tốt. Chẳng qua chỉ muốn một cái tên tốt đẹp thôi. Muốn có một cái tên tốt đẹp, mục đích là cái gì hả? Thần Nhi, cái tấm màn cửa đó Trẫm không muốn xé. Hãy nhớ kỹ lời của Trẫm yêu phận thu kỹ, đó mới là cái phương pháp duy nhất tránh cung miễn quả. Thần Nhi xin ghi nhớ. Hãy nhớ kỹ lời của Trẫm, bảo đảm có lợi vô cùng. Phu hoàng nghỉ ngơi sớm, Thần Nhi cáo lui. Ngủ không được đâu. Cái gì tới trước sau cũng phải tới. Cho tôi vào đi, cho tôi vào. Tôi muốn gặp Vạn Tuế vợ, tôi muốn gặp Vạn Tuế vợ, tôi muốn gặp Vạn Tuế vợ. Ai vậy? Vậy cứ cho họ vào đi. Xin hoàng thượng khai ân, người mà lấy châu báu cho Lăng phủ, tất cả đều lễ của con, vô can với hoàng thái tử. Vợ của Lăng phủ con cũng đã dẫn tới đây luôn. Xin hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy chấp vấn bà ta. Nô tài Mã Giai thị, cung thỉnh hoàng thượng Vạn Phước Kim An. Lúc nãy thái tử phi không có một câu dặn dối, tất cả là thật. Khoan đã, khoan đã. Trẫm không hỏi bất cứ điều gì khác, chỉ hỏi người Lăng phổ trước khi chết đã nói gì. Lăng phổ trước khi chết đã nói rõ hoàng thái tử lấy quán trả đất, tự nhận phụ ân, vô cùng xấu hổ, không còn mặt mũi nào sống sót. Cho nên cái chết của hắn không có liên quan với hoàng thái tử. Nô tài lấy tánh mạng của gia đình bảo đảm, thật sự không có liên quan gì tới hoàng thái tử. Vậy Lăng phổ trước khi chết, ngươi từng nghe hắn tuyên bố Long Khoa Đà đã từng uy hiếp hắn? Dạ. Nghe nói Lăng phổ đã từng nói với hoàng thái tử như vậy nè. Nô tài không dám nơi lão, trước cái vụ đó chưa bao giờ nghe Lăng phổ nói tới cái việc Long đại nhân uy hiếp ổng. Ngược lại, Lăng phổ đã gửi thiệp mời cho Long đại nhân, xin Long đại nhân bao hàm ổng về mặt công việc. Được rồi, xong con chuyện rồi, hãy ra ngoài đi. Dạ. Dạ. Hoàng thượng, hoàng thái tử vô tội mà. Thưa lương, con nói gì chẳng biết rõ, thôi hãy về nghỉ trước đi. Hoàng thái tử vô tội, xin hoàng thượng tha thứ. Con à con, con có chịu nó không à? Con có biết không, tới giờ này thấy chưa, Quân Như Ngọc tụi nó vẫn còn thương tình với nhau, thương tình qua lại với nhau đó. Dạ con biết, con đã hiểu rõ tất cả. Thật ra đó cũng là ý kiến của con, bởi vì Uông giận, vì Uông giận con đồng ý làm mọi chuyện. Hoàng thượng, bây giờ con đã hiểu được Uông giận rồi. Uông giận là một người đa tình, tính tình cương nghị không thay đổi. Xin hoàng thượng, xin hoàng thượng khai ân, khai ân cho Uông giận. Thưa lương à, con là đứa con gái ngoan, hiếm có, hiếm có đó. Hoàng thượng, Trẫm nể mặt của con sẽ suy nghĩ kỹ, yên tâm đi. Nô tài tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng Cát Tường. Hãy ngẩng đầu vậy đi. Sao hả? Tại sao mặt ngoài bầm tím? Để Trẫm coi thử. Nô tài sơ ý nên giúp té mới bị đụng trúng. Vậy sao? Không có gạt Trẫm? Nô tài không dám. Ở trước mặt hoàng thượng, nô tài thật sự không dám nói láo. Thật ra không phải do nô tài giúp té, nhưng mà nguyên nhân thế nào, tóm lại đều là lỗi của nô tài. Xin hoàng thượng đừng truy cứu chuyện này. Nghe nói nhà ngươi đã bị đánh, đã bị cái gã ăn chay niệm Phật kia đánh cho một trận hả? Hoàng thượng, sao ngài biết được? Nếu như trong lòng cảm thấy uất, tại sao không nói cho Trẫm nghe? Hoàng thượng là chủ tử của nô tài, chứ Bối Lạc là con của hoàng thượng. Nô tài không có cảm thấy uất, cho nên tại sao phải nói ra để cho hoàng thượng buồn? Ta hỏi người,
Tứ A Ca, tại sao lại đánh ngươi? Hoàng thượng hạ lệnh cho nô tài tiếp quản phủ nội vụ, là cho nô tài giám thẩm lăng phủ, cho nên nô tài biết công việc này mệt nhọc không thể làm gì với mọi người. Nhưng mà một khi hoàng thượng đã căn dặn, dù nô tài lên núi đao hay xuống biển lửa cũng không dám từ chối. Lăng phủ bởi vì nô tài không chịu thông cảm cho hắn ta nên mới tìm cách để trả thù. Tuy là ngoài sự dự đoán của nô tài, nhưng chuyện này về tình về lý, nô tài thật sự không có gì để oán trách cả. Hoàng thượng muốn xét hay muốn xử, nô tài đều nghe lệnh. Long Khoa Đa, trận đòn này đây thật sự không hoàn công, trẫm còn phải cảm tạ ngươi đó. Nô tài thật sự trẫm cảm tạ ngươi. Ngươi để trẫm hiểu được theo con trai của trẫm. Tứ A Ca, trời tối rồi, hãy đi nghỉ đi. Anh sẽ ngồi tại chỗ này chờ Hoàng A Ma xét xử anh. Uông Dận, em nói cho anh biết một chuyện này, anh đừng bao giờ nóng nảy, cũng đừng có buồn bực. Hoàng thượng đã phát hiện bức thơ của anh, em đã nhiều lần giải thích với hoàng thượng nhưng ngài không nghe lọt vào tai. Như Ngọc đã bị đài vào trong lãnh cung. Uông Dận, anh phải bình tĩnh mới được đó. Hoàng thượng có tha thứ cho anh hay không, trong cái giai đoạn quan trọng này đây, anh cần phải bình tĩnh, đừng có bao giờ gây sự. Nè, Uông Dận. Nè nè, ngươi lại, sao dám xông vô đây vậy? Đứng ra! Như Ngọc! Như Ngọc! Như Ngọc! Nghe rõ là chưa? Đó là bộ đồ của Hoàng Thái Tử. Hoàng Thái Tử? Ông ta đây làm gì? Như Ngọc! Như Ngọc! Như Ngọc! Hoàng Thái Tử, hãy về đi, chỗ này không phải là chỗ của ông ở đâu. Như Ngọc! Như Ngọc! Như Ngọc! Như Ngọc!